Hiện nay, trẻ em sớm được tiếp cận với mạng Internet. Bên cạnh những lợi ích, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro, tác động tiêu cực tới sức khỏe, tâm lý và sự phát triển của trẻ. Cháu hay thường chơi các trò chơi hoặc là chơi mấy cái trò chơi gì trên Google ấy. Xong rồi xem phim các thứ. Thế bình thường thì con chơi các trò chơi ở trên các trang mạng xã hội á, thì có được sự giám sát của bố mẹ hay không? Không, thường bố mẹ hay ở trong phòng. Khi con học xong thì con chơi game. Thế là con chơi game gì? Con chơi game Video On. Hoặc là con sẽ xem những mấy cái phim, bộ phim khác. Thế khi mà mình chơi game mà mình xem những bộ phim như vậy á, thì có sự giám sát của bố mẹ hay không? Bố mẹ con thì không giám sát ạ. Cháu chỉ thường xem những chương trình giống như thôi ạ. Thế khi mà xem các cái chương trình đấy thì bố mẹ có hướng dẫn mình là xem cái gì và giám sát mình không? Cháu có ạ. Cháu thì không thường sử dụng mạng, nhưng mà vì một số ngày Covid ấy, nên cháu vẫn phải dùng Zalo để mà học, để mà giám sát cái bài tập của cô trên Zalo ạ. Thế ngoài cái thời gian mà làm bài tập trên lớp ấy, cô giao ở trong Zalo thì con có thường vào Google hay vào YouTube để mà xem phim hay là xem các chương trình giải trí không? Chương trình giải trí YouTube thì cháu vẫn thường có, nhưng mà nếu như việc học là chính lại vào giám sát mấy cái như kiểu là tranh làng Bác Hồ hay như nào thì ạ. Internet mang lại nhiều lợi ích đối với việc học tập, vui chơi, giải trí của trẻ em. Tuy nhiên, Internet cũng chứa đựng những mặt hạn chế, gây ảnh hưởng tiêu cực về tâm lý, sức khỏe, học tập của trẻ. Nếu không có sự kiểm soát chặt chẽ từ người lớn, trẻ có thể tiếp cận và bắt chước những nội dung mang tính kích động, bạo lực, khiêu dâm thông qua phim ảnh, trò chơi điện tử. Ngoài ra, trẻ em còn có thể bị dụ dỗ, lạm dụng tình dục hoặc bị các đối tượng lừa đảo, bắt cóc trẻ em tiếp cận thông qua các trang mạng xã hội. Bé nhà em ở nhà cũng thường xuyên là bị thu hút bởi những cái chương trình trên mạng với Internet với hoặc TV. Nhưng mà khi bạn ấy xem thì luôn luôn hỏi ý kiến của bố mẹ và dưới sự giám sát của bố mẹ. Nhiều cái chương trình mà có thể là bạn ấy xem nhưng mà không hợp với lứa tuổi thì bố mẹ có thể nhắc nhở các bạn ấy, để cho các bạn ấy không xem những chương trình như thế. Giải trí trên điện thoại hay là trên truyền hình thì chắc chắn là không tránh khỏi cho các cháu mà không cho xem được. Nhưng mà khi mà xem thì cũng cần nên có sự giám sát của người lớn. Đấy, vì là để cho các cháu, vì những cái lứa tuổi của các cháu như cháu nhầm mình đây á, thì nó sẽ không tham gia vào được những các trang web của người lớn. Nhưng mà đối với những cháu nó lớn hơn thì chắc chắn là nó sẽ có cái sự thông minh hơn, cho nên là cần phải có sự giám sát của người lớn nó chặt chẽ hơn, thì để đảm bảo cho cái sự phát triển của trẻ cũng như là các cháu không có bị tiêm nhiễm vào những các thói hư tật xấu của những tệ nạn xã hội như vậy. Trong bối cảnh thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang bước vào thời đại công nghệ số, do đó đòi hỏi phải chung tay xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho người dân nói chung và trẻ em nói riêng, bảo vệ, hỗ trợ, trang bị cho trẻ kiến thức, kỹ năng sống an toàn trên môi trường mạng. Rất cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và các cơ quan tổ chức trong việc bảo vệ trẻ khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường mạng, giúp trẻ có nhận thức đúng đắn, sử dụng mạng Internet một cách thiết thực và hiệu quả.